Phan Đại Nam kính chào quý khán giả, kính thưa quý vị. Hôm nay là ngày thứ bảy, 16 tháng 7 năm 2016, chúng tôi đang có mặt tại uh, bãi đỗ xe của uh, một trường uh, đại học cộng đồng, cosline Community College, uh, tại thành phố Garland, miền Nam California để gửi tới quý vị uh, phóng sự hội trợ y tế. Được tổ chức tại thành phố này dưới sự bảo trợ của Thượng nghị sĩ Già Năng Nguyễn Xin chào, xin chào bà Già yeah, Nguyễn xin kính chào quý vị uh, của khán giả của đài SPTN Thưa bà, chúng tôi biết là hàng năm thì bà vẫn tổ chức cái hội trợ y tế là rất là được cộng đồng tất cả các sắc dân ở trong quận Cam này tới tham dự. Quý vị có thể thấy đằng sau lưng chúng tôi là một hàng dài người đang nối đuôi nhau để ghi danh vào những cái những cái mục mà cần thiết để khám bệnh hay là hỏi thăm về vấn đề sức khỏe. Xin bà trước hết bà cho biết sơ qua về buổi hội trợ hôm nay. Yeah, trước hết chúng tôi cũng xin cảm ơn quý đồng hương và uh, quý đồng hương đã tới đây. Quý vị nào mà cần uh, khám găng hay là khám sức khỏe đó, thì quý vị tới đây. Và năm nay là năm thứ bảy của cái hội trợ y tế này. Và thưa quý đồng hương cũng uh, cho quý đồng hương biết đó là 29 tây và 30 tây tháng 10 tới đây đó, là chúng tôi sẽ làm một lần nữa ở đây. Và chỉ có là mắt kiến và uh, găng sợ so, mắc kiến với găng thôi mắc và găng không phải là sức khỏe sợ so, quý vị đồng hương nào mà cần mắc kiến hay là làm găng á à, 29 tây tháng 10 á xin quý vị tới đây of course là à, người nào tới sớm là được là giúp và trong đó thì mình phải giúp được mỗi ngày 300 tới 600 người à, và sau so, chúng tôi xin quý vị mà năm ngoái á, chưa có làm mắt kiến hay là um, khám găng á, và um, clean găng á. xin quý vị tới đây cái đó là rất là quan trọng cho sức khỏe của quý vị và chúng tôi giúp được um, trẻ em và nguyên uh, gia đình luôn rồi so, quý vị tới đây càng sớm càng sớm càng sớm càng tốt À, và xin quý vị biết cái là ở đây nó sẽ start là 9 giờ sáng và quý vị cũng biết có nhiều người tới đây hơn sớm hơn nữa để sắp hàng. Và trong dịp này bà cũng chia sẻ cảm nghĩ về đề tài nóng bỏng đang được thế giới và người Việt Nam chú ý, đó là phán quyết của trọng tài thường trực PCA và vấn đề đường lưỡi bò của Trung Cộng tại biển Đông. Và chúng tôi mong là Trung Quốc bỏ đi cái idea đó là muốn lấy Hoàng Sa và Trường Sa hay muốn lấy mấy cái mấy cái đảo ở đó cái đó, đó đã nói internationally là cái đó không phải là của Trung Quốc đừng có nghĩ là Trung Quốc là tên lớn hơn này tên mạnh hơn no internationally đã nói rồi stop it Enough is enough. Cái này không phải của chúng quý vị, quý vị không có một cái bằng bằng chứng nào hết á thì xin quý vị bỏ đi, đừng có tiếp tục nữa. Và sau chúng tôi rất là ủng hộ cái ruling và uh, cũng cảm ơn uh, nước uh, Philippines đã file cái suit đó và mình mong mới là cộng sản Việt Nam. Cái đó là một cái message quý vị phải bây giờ đứng lên chung với lại Philippines và mấy cái nước khác đứng lên trước mặt được cái đứng đằng sau nữa bảo vệ hoàng sa trường sa của cộng đồng chúng ta và của một người Việt Nam của người của nước Việt Nam chúng ta và cái đó văn hóa của chúng ta và chụp quý vị cộng sản Việt Nam chúng tôi mong là quý vị đã thấy cái đó đó bây giờ đừng có đứng đằng sau nữa đừng có sợ đứng trước cái đó that's what you call leader phải đứng lên và phải nói Trung Quốc bỏ tít tai ra đừng có giành Hoàng Sa, Trường Sa của chúng ta nữa. Kính thưa quý khán thế giả, chúng tôi vừa gửi tới quý vị những lời chia sẻ của bà Giang Nguyễn, Thượng nghị sĩ tiểu bang California, địa hạt 34, tại hội trợ y tế được tổ chức tại Orange County, miền nam California. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phát sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.